Dạ vâng, điện tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em Tiếp tục video hôm nay, em sẽ lên sóng cho các bác một sản phẩm cực kỳ chất lượng Phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình của các bác Đó là những chiếc máy rửa bát hàng nội địa Nhật Bản Panasonic, model là NP-TR9 Đây là model cao cấp nhất và đời chót, đời cao nhất của máy rửa bát Hàng nội địa Nhật Bản, chạy điện 100V Máy xịn ZIN 100% nội thất ngoại thất rất là đẹp và nước sơn của nó là nước sơn zin tuyệt đối nhá chưa một giọt sơn ngoài nào Đấy, tất cả sơn zin 100% từ trước lại sau trong ra ngoài Đấy, hình thức này rất là đẹp nhá đây các bạn nhìn này hàng đã qua sử dụng Đấy, đết của chiếc máy là, là sản xuất năm 2016 là đết cuối cùng là đết cao nhất là đời chốt của máy rửa bát Panasonic NPTR9 này Đấy, máy Panasonic thì nếu có các cái model là NPTR5, TR7, TR8, TR9 và đến TR9 là đời chót là đời cao nhất sản xuất năm 2016 máy zin 100% zin 100% nhé bao zin xịn cho các bác rất đẹp luôn để các bác nhìn thì mặt tiền của nó này này rất là đẹp nhá hàng đã qua sử dụng đây nhưng chỉ có cái đây là qua sử dụng thì không tránh được này các trong quá trình vận chuyển cái 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 chỗ này là nó hơi xước nhẹ ở phía đằng sau như cái này thì thực ra nó không quan trọng bởi vì về các bác dùng là các bác cũng lắp là nó quay vào tường thôi nhưng mà cái này thì nó rẻ đi cho bác khá là nhiều Em muốn để zin nhé Chứ còn nếu mà sơn lại thì cái này nó hết ngay Đấy, Nhưng mà để zin tuyệt đối Đấy, Cái đằng sau này Và chiếc này em đang bán với giá là 11 triệu 11 triệu nhé Rất là đẹp Đây các bạn nhìn mặt tiền của nó mặt gôn này. Đấy, mặt trước mặt gôn Và đằng sau của nó là màu trắng xứ rất là đẹp Đây Như chỗ này mà nó không không bị mấy cái sức xước nhẹ Ở Hai bên hồi này thì cái giá của nó tầm 14-15 triệu ngay Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn bởi vì về các bác là cũng lắp nó quay vào tường mà nhiều bác còn đóng cái tủ các bác còn cho trong tủ thì cái này nó chẳng vấn đề gì. Nhưng mà tuyệt đối nó là sơn zin. Em muốn để cái giá trị của nó là sơn zin. Các bác nhìn cái ốc của nó còn rất là mới này, ốc xịn nhá. Đấy, ốc xịn tất cả là ốc xịn zin nhé. Đấy sơn zin. Đấy phía đằng sau nó có các cái đường để lắp ốc nước ống nước vào ống nước ra này. Đây là dây điện tiếp mát này, để chống giật ấy. Và đây là dây, dây điện nguồn này. Cái này chạy là điện 100V các bác Nên các bác phải cấm qua cục chuyển đổi. Đấy còn tổng thể của máy này các bác nhìn mặt tiền của nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, sơn zin, máy zin xịn 100%. Từ nước sơn chưa một giọt sơn ta nào. Đây chỉ có hai bên hồi góc hồi này, nó có xước nhẹ này. Đấy, trong quá trình vận chuyển mấy bên nước ngoài người ta qua sử dụng rồi thì nó không tránh được. Đấy, máy rửa bát thì gần như cái nào đằng sau này nó cũng bị bởi vì trong quá trình người ta lắp ở bên nước ngoài đấy, chắc là nó cũng cô ở bên nước ngoài bên tường nậm thì nó không tránh được nó ở hai góc hồi thì thực ra nó không ảnh hưởng một chút gì cả nhưng mà sơn zin hết muốn để sơn zin chứ còn nếu mà tháo cái tấm này ra mà để sơn lại thì nó quá đơn giản rồi. thì hết ngay nhưng mà không em không 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 sơn để sơn zin đấy nhưng mà tất cả là mặt trước này cái quan trọng nhất này là cái mặt tiền này, rất là đẹp này mặt này nó có nhiều nhưng nó có kính gương ấy, rất là đẹp luôn và đây là các cái bảng điều khiển Panasonic này NPTR9 nhá đây là mô đen cao cấp nhất Và cái đếp sản xuất của máy này là năm 2016 2016 là đời chót nhất Đấy, Margin, Japan và Panasonic à, Nội thất, ngoại thất của con này cực kỳ mới luôn Nên cái nội thất của con này cực kỳ mới Em nhắn nhắc lại là cực kỳ mới Đây các bạn này, này Đây là cái nội thất của nó Đẹp long lanh luôn Cái khay để chén bát này Mới tinh luôn Doang này các bạn nhìn này, doang của nó rất là mới đây. này Doang xanh lét luôn Đấy, tất cả này, các có nhìn cái khay trên này. Và đây hai cái đường ống cấp nước vào và thoát nước ra cũng là đường ống zin theo máy nhá. Đấy, ống zin xịn theo máy, có nghĩa là con này nó zin 100%. Đấy, các cái khay để bát, chén bát này, có kéo ra rất là tiện dụng, dễ để này. Các bác úp sắp xong rồi bác du nó vào, trượt rất là nhẹ. Khay trên như vậy, khay dưới như vậy. Đấy. các bạn nhìn cái nội thất của nó đẹp leng keng luôn này. Mới tinh. Tất cả zin tuyệt đối, kể cả nước sơn, từ trong ra ngoài trước lại sau là 100% sơn zin và linh kiện đường ống cấp nước thoát nước là zin. Gioăng chỉ này cũng là zin, zin hết, zin toàn tập các bác nhá. Bao zin xịn cho các bác, kể cả những cái khay đựng cơm này là hứng cơm này nó cũng là khay zin hết này. Có nghĩa là con này là zin 100%. Em nhắc lại là zin 100%. Đấy, khi các bác sắp xong, các bác đóng vào. Này, rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Đấy, rất tiện. Đấy, rất đẹp luôn này các bác nhìn tổng thể này. Đó, cực kỳ đẹp nhá. Và các bác sử dụng thì các bác nó có rất là nhiều các phím chức năng này. Đây là các nút ba cái nút này thì có lưu ý nhé Đây là nút bật nguồn và đây là nút tắt nguồn và đây là nút là cho máy nó chạy. Thì trước khi cho máy nó chạy thì các bác bật nguồn này lên. Đấy, là các bác chọn các chương trình ở đây. Đấy, chọn chương trình thì nút ngoài này nó có chương trình là bật cái nút này là nó hẹn là 4 giờ sau là nó sẽ máy nó sẽ rửa nhưng mà em nghĩ cái nút này là không không quan trọng bởi vì là các bác cho vào là các bác rửa luôn chứ không ai để là 4 giờ sau nhưng mà các nút này là chọn, này thì đây là nó có chức năng là chọn nhiệt độ sấy này ba thời gian sấy này 30 phút 45 60 phút này thì cái này nó có sấy bằng gió này sấy bằng nhiệt độ thổi hơi nóng này con này có chế độ gọi là tiết kiệm Ecolavi này siêu tiết kiệm điện nhá Ecolavi và con này nó có khử khuẩn khử khuẩn khử khuẩn bằng ion sấy nóng có nghĩa là rửa sạch phong xong là nó khử sấy nó nóng khô bát đĩa và nó khử khuẩn bằng ion, nó này bảo vệ sức khỏe rất là tốt, an toàn. Và luôn luôn sấy ở à, rửa ở chế độ nước nóng 80 độ C. Đấy và các bác có thể chọn rửa nước thường và rửa, rửa nước nóng 80 độ C xong rồi là nó sấy bằng một là quạt gió này, đây chỗ này là sấy quạt gió này. Đấy, sấy quạt gió hoặc là sấy bằng nước hơi nóng này. Tùy theo các bác chọn nhé. Tức là các bác chọn xong các cái chức năng ở đây. Cả ý của các bác. Đấy thì các bác xong các bác ấn khởi động đây là nó chạy và lúc nào muốn dừng thì các bác lại ấn đây là nó dừng và nó có chế độ là rửa nhanh này rửa, rửa nhẹ nhàng này rửa tiêu chuẩn này Đấy, rửa nhanh này rửa vết bẩn cứng đầu này, nó là rửa uh, nhanh tức thì này tức là cái này nó có chế độ rất là nhiều chế độ chọn có chọn xong ấy thì các bác chỉ cần chọn một lần thôi ví dụ các bác muốn sử dụng theo cái kiểu gì các bác chọn một lần là lần lần sau là các bác chỉ cần bật cái nút này thôi các bác không phải chọn đây nữa lần sau chỉ có khi nào các ông muốn thay đổi các chế độ chương trình thì các bác mới chọn đây thôi. còn đã chọn một lần rồi ấy, theo ý của các bác ấy, thì đến lúc rửa bát ấy, là các bác chỉ còn bật tắt đây thôi. đấy tắt đây, à, tắt tắt đây. đấy mỗi lần sử dụng này thế xong rồi tắt này. các bác muốn cho bát vào xong các bác chỉ lần sau sử dụng là các bác chỉ bật đây, bật nguồn xong các bác ấn nút chạy thôi này. nút này là nút chạy và nút dừng. có nghĩa là cho chạy và cho dừng. đấy ví dụ ấn vào đây là chạy này hoặc là muốn dừng thì ấn vào đây dừng này đó đây nút các cái nút này nó chỉ chọn chương trình tức là nó có rất là nhiều các chương trình để có lựa chọn khi sử dụng đấy rửa đây là thời gian sấy này thời gian sấy bằng một là hơi gió hai là hơi nóng đây là đang ở cái đèn này là đèn hơi nóng này đấy, thổi hơi nóng vào là sấy khô bằng hơi nóng nhá đấy và các cái chức năng này là chức năng để rửa này và chức năng này là có nghĩa là chức năng này là để uh, diệt khuẩn nên là cái máy này nó rất là bảo vệ an toàn sức khỏe cho các bác cực kỳ là tốt và tiện nhàn, Đấy, nó có chế độ tiết kiệm siêu tiết kiệm năng lượng điện và là EcoLavie này, nó là chức năng của máy này là rửa nhanh này, rửa thường này, rửa tiêu chuẩn này và rửa cấp tốc, rửa um, ở nước nóng 80 độ C, luôn luôn rửa bơm nước nóng 80 độ C và xong nó rửa cao cao áp ở bên trong máy và rửa xong là nó sấy khô bằng hai hình thức là các bác lựa chọn cài đặt, đấy, một là hình thức là quạt gió chạy quạt gió không, Hai là hình thức thổi hơi nóng để sấy khô bát đũa, xong là nó diệt khuẩn bằng ion, đấy, diệt khuẩn bằng ion, máy này cực kỳ là hiện đại, đây là cái máy gọi là phân khúc cao cấp và hiện đại bậc nhất của Nhật Bản Panasonic tr9 thì nó quá đẳng cấp rồi, à. đấy đây là đời chót và đời cao nhất của máy, các bác quay lại các bác ngắm lại một lần nữa hình thức của nó rất là đẹp, đấy. tất cả hình thức sơn zin, máy zin linh kiện của nó cũng là linh kiện zin và còn rất là mới đấy chỉ có em nhấn mạnh nhắc lại các bác là chỉ có đôi chút là nó xước xước ở phía đằng sau hồi này ở hai hồi hồi bên này và hồi bên kia thì nó rẻ cho các bác tầm khoảng 3 triệu đồng 3 đến 4 triệu đồng này xước xước nhẹ mình hồi nhưng mà thực ra cái này nó không quan trọng em vẫn để sơn zin còn nếu mà xử lý cái này nhé tháo cái bẩn ra sơn lại thì nó rất đơn giản thôi nhưng mà không làm muốn để sơn zin cho các bác Đấy, thì nó rẻ đi và cái giá của nó đang 11 triệu. Còn nếu mà cái chỗ này mà nó không có bị chỗ này nữa thì giá của nó chắc chắn là 14 15 triệu ngay. Đấy, nhưng mà cái đấy thực ra là các bác không quan trọng nhé Em khẳng định với các bác. Đấy, nhưng mà sơn zin 100% là sơn zin. Cam kết và bao cho các bác là sơn zin toàn phần, chưa một giọt sơn ta nào ở cái máy này. Và cái nội thất của nó đẹp leng keng luôn. Đây là cái này mới là cái quan trọng nữa này. Đấy. Bởi vì là cái nội thất của nó là nó đẹp nó đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình sử dụng của các bác này đẹp len keng và zin hết nhé tất cả các linh kiện này là zin hết và cái gioăng này của nó là gioăng zin này Đấy, tất cả gioăng này gioăng zin hết mà nó còn gioăng còn rất là mới xanh Đấy, chưa có một chút gì gọi là đổi màu của gioăng nó là cao su mà nếu mà sử dụng lâu là nó đổi màu như đây nó còn chưa đổi màu nhé vẫn còn xanh Đấy, có nhìn cái đường gioăng này còn rất là xanh này tất cả các ngăn nhựa khay nhựa này còn rất là mới này lốc luôn còn rất là mới tinh luôn zin hết nhưng nó còn rất là mới này các cái khay này đẹp xuất sắc luôn đây các cái đường doang này có nhìn gioăng này Trong cao su này còn rất là mới này Đấy. nên cái này mới là cái quan trọng này còn hình thức bên ngoài rất là đẹp nhé hình thức mặt tiền của nó này các bác nhìn tổng thể này quay đứng xa một chút các bác nhìn tổng thể của máy này đẹp leng keng luôn Đấy, em nhấn mạnh nhắc lại là chỉ có bị hai chỗ hồi nó xước nhẹ một chút thôi Đấy, nhưng mà cái này là nó rẻ cho các bác mấy triệu bạc nhưng mà thực ra không quan trọng đây lợi cho các bác này Đấy, trong quá trình vận chuyển từ bên nước ngoài về thì không tránh được chút nhẹ nhẹ này Đấy, đây muốn để sơn zin, thế còn nếu mà sơn lại thì chỉ tuốt tháo cái 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 tấm này ra tuốt lại tí thì cực kỳ là mới ngay nhưng mà không, không em muốn để sơn zin thì các bác để các bác chơi và các bác sử dụng cái sơn zin của nó cái giá trị sơn zin của nó vẫn là cao nhá, hơn là cái sơn nội thì ngay, kể cả các bác đi ô tô cũng thế sơn zin của nó cái giá trị của nó khác hoàn toàn với sơn nội, đấy kể cả ống cấp nước thoát nước của nó đều là ống zin hết, đấy. Đấy, các bác sử dụng là bật tắt đây rồi em nhắc lại là cái này sử dụng rất là đơn giản thôi, có chỉ dùng hai ba lần là có quen thôi. và các bác cài đặt xong các chế độ mà các bác ưng ý sử dụng hàng ngày thì mỗi lần rửa bát này, các bác chỉ cần bật nút này, tắt nút này hoặc là bấm ba nút này thôi, bấm ba nút này thôi chứ không cần phải chỉnh đây nữa. có nghĩa là trong này chỉ khi nào các bác thay đổi các chức năng, chế độ thì các bác mới phải bấm thôi, còn các bác chỉ bấm một lần thôi. đến lúc sử dụng là các bác bấm ba nút này, thôi. đó, rất là đẹp luôn. quay lại một lần nữa các bác ngắm tổng thể. đế con này là sản xuất năm 2016 đẹp len keng nhá rất là đẹp kể cả cái nội thất của nó rất là đẹp sơn zin máy zin zin từng cái ống cấp thoát nước thì các bác biết là cái giá trị của nó và cái nội thất em vừa quay qua bác rất là zin và rất là đẹp doang chỉ xanh lét luôn đấy, sản xuất năm 2016 đấy các bác 2016 này Dết 2016 nhá 2016 Panasonic NPTR9 hàng nội địa Nhật Bản chạy điện 100 nhé các bác nhé Đấy, chạy điện 100 Đấy là các bác sử dụng thì các bác phải mua thêm cục chuyển đổi điện sang điện 100 hay 2016 này Đấy, tất cả sơn zin từ trước trong sau ốc có có nhìn thấy tất cả những con ốc này nguyên bản ốc xịn vẫn rất là mới rất là đẹp này ốc của nó xịn hết nhá ừ. rất đẹp luôn đây là con này thì nó cực kỳ là đẹp màu gôn nó cũng đắt hơn là cái màu trắng nhá nếu cái vỏ của nó màu phía trước là màu trắng là nó rẻ hơn cái màu gold này nhé nhập vào nó rẻ hơn mấy trăm nghìn cái màu gold này nó sang nó sang hơn Đấy. khi các bác chưa bày vào trong gia đình các bác thì chủ yếu là tiếp cận cái chỗ này này cái mặt tiền này này cái trên đỉnh trên đỉnh thì thực ra các bác để thấp chứ còn để cao cũng không nhìn thấy nhưng mà trên đỉnh cũng còn rất là đẹp Đấy. bên sườn cũng khá đẹp chỉ mỗi hai hồi chút thôi đằng sau tí thôi. này này gọi là nhẹ nhàng không đáng kể nhưng mà đỡ được cho bác rẻ được mấy triệu bạc nhưng máy zin hết nội thất của nó đẹp len keng luôn Đấy, nhắc lại và quay lại một lần nữa các bác nhìn cái nội thất của nó đẹp không quá đẹp luôn à, các khay của nó nhựa nhung là mới linh mới tinh luôn và cái giòn giòn nguyên bản của máy tất cả máy zin 100% đẹp xuất sắc để bác nào có nhu cầu liên hệ với em số điện thoại 0772260096 với công suất của máy này thì nó phù hợp cho các bác ở trong gia đình là 6 đến 8 người ăn 6 đến 8 người ăn nhé thì sử dụng cái máy này rất là hiệu quả và hợp lý Đấy, 6 đến 8 người ăn rất là nhàn và an toàn máy rửa sạch bát và nó khử khuẩn ion rất là an toàn rửa xong sấy khô bằng hơi nóng hoặc là quạt gió rửa luôn luôn rửa bằng nước nóng Đấy, rửa bằng nước nóng nó đun nóng lên xong nó rửa nước nóng xong là nó sấy khô xong rồi diệt khuẩn cho bác bát đũa Đấy, rất là an toàn và nó cũng như là một cái chạn bát các bác rửa xong ấy mỗi lần rửa xong là có cứ để ở trong này thôi đến khi nào bữa ăn bắt đầu các bác lấy bát ra thôi chứ còn các bác không cần phải bỏ ra ngay đấy, chỉ ăn xong là các bác sắp vào đây xong đóng nắp vào xong là bật nút à, hoạt động thôi đấy xong là nó hoạt động trong vòng khoảng 15 20 phút hay 30 phút là nó tắt tự ngắt là các bác cứ để đây đến bữa là các bác lấy bát ra thôi đấy, nó cũng thay như một cái chạn bát luôn rất là hợp lý và đẹp đấy, đẹp kính con giá bán là 11 triệu chỉ có một hai cái chỗ xước xước đằng sau vài chỗ xước đằng sau này là đỡ được cho bác mấy triệu bạc còn chỗ này mà không bị nữa mà nó zin đẹp như này thì nó chắc chắn con này nó phải tầm 14 15 triệu ngay cực kỳ đẹp luôn con này mua này quá đẹp quá yên tâm luôn dòng này chạy rất là êm và lành Đấy, máy này nó lành mà nó bền lắm dòng Panasonic thì nó rất là chạy rất là êm có các bác nhìn bật nguồn nó không có một chút gì gọi là tiếng kêu tiếng ồn